Sở xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại mọi người qua kênh của Sởi. Trong video này, Sởi sẽ hướng dẫn với cả nhà cờ toán học. Đây là một sản phẩm sáng tạo của ông Vũ Văn Bảy, một nghệ nhân nặng tượng ở Bắc Ninh, Việt Nam. Bàn cờ hình chữ nhật gồm 99 ô, 9 ô hàng ngang và 11 ô hàng dọc. Mỗi bên gồm 10 quân cờ, theo thứ tự từ 0 tới 9. Việc bố trí quân cờ theo thứ tự từ trái qua phải, từ 1 tới 9, số 0 được đặt ở trung tâm của hàng thứ 2, phía trên số 5. Cách di chuyển các quân cờ. Ngoại trừ quân số 0 không được phép di chuyển ra khỏi vị trí thì các quân còn lại từ 1 tới 9 đều được đi theo 8 hướng. Số bước đi được thực hiện theo trị số riêng của từng quân cờ. Ví dụ quân số 1 được phép đi 1 bước trong 8 hướng như trên video. Hoặc là quân số 2 mình được phép đi tối đa 2 bước trong 8 hướng như trên video. Các bạn cũng lưu ý là không được phép di chuyển quân cờ nhảy qua đầu của một quân cờ khác. Cách ăn quân của đối phương được thực hiện theo phép tính cộng trừ nhân chia. Ví dụ đối với phép cộng, khi di chuyển hai quân cờ lại gần nhau, ta bắt đầu thực hiện phép cộng 1 cộng 2 bằng 3 và bắt đầu từ số 1 sẽ di chuyển qua 3 bước ăn quân 2 của đối phương. Cũng giống như di chuyển, khi mà muốn ăn quân của đối phương mình có thể ăn theo hàng ngang hoặc theo hàng chéo đều được. Nếu kết quả của phép cộng hoặc phép nhân mà lớn hơn 10 thì chỉ lấy số của hàng đơn vị để tính điểm ăn quân của đối phương. Lưu ý không tính các trường hợp số cuối là 0, ví dụ như là 10, 20, 30 v.v. Lưu ý khi mà di chuyển hai quân cờ lại gần nhau nhưng mà xung quanh không có quân đối phương để ăn thì mình coi như là một bước đi. Ví dụ đối với phép trừ, ta tiếp tục di chuyển hai quân cờ lại gần nhau rồi thực hiện phép trừ. 5 trừ 3 bằng 2 thì lấy số 5 di chuyển qua 2 bước rồi ăn quân của đối phương. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trong trường hợp này 7 trừ 4 bằng 3. Như vậy trong trường hợp này là mình sẽ lấy số 7 để đi chứ không được lấy số 4 để đi. Ví dụ đối với phép nhân, phép nhân thì tương đối dễ hơn. Số nào nhân với nhau cũng ra cùng kết quả cho nên là lấy số nào đi cũng được, miễn sao là đúng chiều hướng ăn quân của đối phương. Cũng tương tự như phép cộng, nếu mà nhân hai số với nhau mà kết quả lớn hơn 10 thì ta sẽ lấy cái số cuối để tính cái số bước đi ăn quân đối phương. Các bạn cũng lưu ý đó là mình tính hướng nào thì mình sẽ đi theo hướng đó nha. Ví dụ đối với phép chia, cũng tương tự như những phép tính khác, nếu mà mình ra kết quả bao nhiêu thì số bước đi của mình là số kết quả. Nếu là phép chia có dư thì được tính cả đáp số và số dư để ăn quân của đối phương. Ví dụ là 5 chia 3 được 1 dư 2 thì mình có thể lấy số 1 để mình làm số bước đi ăn quân của đối phương, hoặc là mình lấy số dư là số 2 để mình ăn quân của đối phương. Cũng giống như phép trừ, phép chia là không được lấy số nhỏ chia cho số lớn. Trò chơi kết thúc khi ăn được quân không của đối phương. Không giống với các bộ cờ khác, cờ toán Việt Nam thì quân không là dân chứ không phải là tướng hay vua. Và khi để dân bị đối phương bắt thì người chơi sẽ bị thua. Hoặc hai người chơi có thể thống nhất chung số điểm. Nếu đội nào có tổng số điểm trên quân cờ ăn được của đối phương bằng hoặc lớn hơn số điểm đã thống nhất thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Ván chơi mẫu thì Sởi sẽ để ở phần mô tả nha cả nhà. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu có thắc mắc gì mọi người để lại bình luận bên dưới giúp Sởi nha.